Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn cái phương pháp ghép hai bóng nét vào với nhau đối với người không có đồng hồ, với người mà chưa am hiểu sâu về điện. Đấy, thì bạn ghép như thế. Còn bây giờ mình sẽ sửa cái này. Ai có đồng hồ thì các bạn cũng thể sửa được cái mạch này. Bởi vì là cái bóng này nó còn sáng còn tốt thì cái mạch nó hỏng, mình sẽ đi đo cái mạch này. Các bạn dùng đồng hồ vạn năng này, chỉnh về thang đo thông mạch này, chập kim vào này, đồng hồ kia bíp và đây có bóng nó sáng này. Các bạn sẽ đi đo đây, trên cái mạch này nó có cầu diode này, những con diode này nó sẽ biến dòng điện xoay chiều 220V ra đến chân con tụ lọc này, nó thành dòng điện một chiều là khoảng 300, hơn 300V. Rồi nó sẽ đi qua những cái linh kiện khác và nó ra đây. Giờ mình đo từng linh kiện một nha. Đầu tiên là đo cầu diode thì các bạn dùng chập hai kim này, kêu bíp này, dùng hai kim đo hai chân con diode này. Đồng hồ con lên này, đảo kim đi này, đồng hồ không lên này, như vậy diode này còn tốt nha. Tiếp những con diode còn lại không lên này, đảo kim này, còn lên nha, vậy là còn tốt nha. Tiếp không lên này, đảo kim này, rồi, nó còn lên này, còn tốt nha. Tiếp có nên đảo kim này, không nên, vậy là điếu còn tốt. Cứ thế đo những, đo hết những con điếu ở trong này. Có nên này, đảo kim, không nên này. Rồi vậy là dàn điếu này còn tốt này. Tiếp đến mình sẽ đo đến hai con transistor này, hai con đen đen ở đây này, nhỏ nhỏ đây này, đây một con này, bên này một con này. Mình sẽ cho kim đen ở giữa này, kim đen để ở chân C này. Rồi bên còn lại, rồi ok, con bên kia rồi ok, rồi ok, rồi tiếp theo là đo đến những cái con tụ phóng này, màu xanh này, đo chân nó. Đây con này này, đo hai chân nó bị này, các bạn xem này, hai chân con tụ này. Đấy, đồng hồ nó có kêu, vậy là con này nó bị chập rồi nhá. Cái này ok, không sao này. Như vậy trước mắt mình xác định là con tụ này nó bị chập rồi. Bây giờ mình sẽ cắm điện và mình đo thử. Lúc nãy là đo nguội, bây giờ là đo mình có điện này. Các bạn cắm điện vào thì khi mà cắm điện vào, mình lúc nãy mình đo các cái con diode này nó ok thì suy ra cái tụ hóa này
trụ nọc này, trụ nọc nguồn này này, nó phải có hơn 300V DC là ok này. Cắm điện này, vận chuyển đồng hồ về thang đo, thang đo điện áp một chiều để đến mức 1000V để đo xem nó có trên 300V không. Đó chân tụ nha. Rồi. Âm 326V, đạp kim đi. Đấy, 327V. Như vậy là điện đã về đến đây nha. Nó thì như lúc nãy mình đo nguội thì là cái con tụ kia nó bị chập, nên bây giờ mình phải xác định là do cái con tụ này, mình sẽ thay con tụ này. Nó bị chập nên nó không ổn định nha, nên bây giờ mình thay con tụ đấy đi. Đây mình thay cái con tụ này đi. Đây, tụ của nó đây. Đây. Tụ 332 jun. Rồi. Rồi, mình sẽ tìm con tụ để thay nha. Đây. Tụ cũ của nó đây và tụ mới đây, mình sẽ thay vào nha. Đây con tụ cũ của nó này. Đây con tụ mới này. Đấy, mình thay con tụ cùng chỉ số vào nha. Đây, sau khi mình thay con tụ có cùng chỉ số với nó vào. Đây con tụ cũ của nó này. Tụ vừa thay này. Rồi, giờ mình sẽ lắp vào thử nha. Ok.
cẩn thận nó đứt những cái dây này rất là dễ đứt này. Tháo cái này nó dễ làm. Nắp nó vào luôn nhé, nắp vào luôn để buộc dây là dễ buộc. Đấy. Rồi, đi buộc dây vào. Các bạn nhớ chú ý đầu dây nha, đầu dây nào buộc ở chân đấy. Thực ra cái mạch này nó chỉ có mấy con linh kiện thôi. Đây là khi nó hỏng mình cũng rất dễ phát hiện, rất dễ kiểm tra. Chân thì nó bị đứt, dây nó hơi ngắn. Để thử xem này. Cắm điện nha. Rồi, đã sáng rồi. Đấy, chỉ cần thay cái con tụ kia, tụ bị chập kia là nó sáng rồi. Giờ mình sẽ hàn cái chân này. Chân này nó bị đứt, dây nó hơi ngắn ấy, sợ lắp vào nó lại kiểu nó bị thành thụt, chạm mát nó sinh phát ra tia lửa điện, mình hàn vào cho nó chắc. Các bạn tách dây ra, dây này để nó tách ra nhé, đừng để nó chạm vào nhau. Đấy, 4 sợi dây này đi vào dây tóc. Rồi, vậy bây giờ mình lắp vào thôi. Đây, chỗ này có khe này, trong này có một cái điểm G lên này để lắp vào khớp vào nhau đấy. Đây lắp vào. Rồi giờ mình cắm điện nha. Đấy, hai chân này nó là đen rồi nha. Nó đã dùng được lâu rồi, nó dùng lâu nên chân nó đen cả rồi này. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách sửa từ đơn giản đến phức tạp.
rất đơn giản phải không nào? Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.